cứ sống vô tường ngày ngô nắng mưa cuộc đời. Giờ thì chờ có anh kề bên, ghé vô nói nghe nè em bằng lòng thì anh lướt qua, cứ dắt em đi lòng vòng đường nào tìm về tim anh khô qua. Ngập ngừng thẹn thùng làm chi bé ơi, em đừng đi đâu mình ơn, mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má anh đã kêu thôi mày cua dính ai thì tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trên đã cho con chàng trai dễ thương. Vui lên đi gì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chịu em tới đó. Có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm ai, em cũng như tình đầu dĩ dầu anh thương em quá. Hai ba vô em muốn sống bên cạnh anh, vui hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tí. Bếp đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Ham chơi chỉ cho nó hư thân, em ơi phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. Nghe lời anh suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Về nhà em nha, nói một một là hai là hai, cái nào không đúng thì mình cho là sai. Hôm nay không nói được qua ngày mai, mà coi tương lai hai đứa sau này ai bưng ai. Đường quê quanh co xanh ngắt kéo nhanh tàu mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để ma giao to. Ba má anh đã kêu thôi mày cua dính ai tiền tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh, rước dâu đi về quê, pháo hoa đón đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thắm măng nồng. Hai ba giờ đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chịu em tới đó. Có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm ai, em cũng như tình đầu dĩ dầu anh thương em quá. Hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếp, đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Hai ba giờ thế gian này chơi, em hai ba đâu em cũng chiều anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì dầu em thương anh quá. Hai ba giờ anh muốn sống bên cạnh em, vui hết hôm nay nhạc bập bùng ngày mai vui tiếp, đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Yeah, thương nhau tới luôn. Disciplin gửi lời chào tất cả các anh chị đang theo dõi buổi live ngày hôm nay ạ. Yeah, cả gia đình mình nhớ thương Disciplin tới bến luôn nha. Mình thương nhau rồi mình làm gì nữa vậy? Mình thương nhau xong sau đó mình sẽ cưới luôn nha. Yêu là cưới. Yeah. Pha thăng thứ anh Việt ơi. Cho hát cái này chị phải kê cái mặt sát vô đấy. Để sạch sạch chứ nó nhỏ xíu à. Hôm nay mạng hơi lắc một chút xíu nhưng mà các anh chị thông cảm nha. Tại vì tình hình bây giờ mạng nó không có được ổn định lắm cho nên là các anh chị cũng thông cảm một chút xíu. Chứ bây giờ mạng nó không có được như mọi khi á. Nó cứ đứng hoài à. Có lên là gia đình này có bao nhiêu chơi bấy nhiêu nè. Yêu là cưới. Giờ giờ. Chị kê cái mặt chị vậy. Nó bị đứng á. Chị có bấm không? Nó bị đứng á. Dạ. Đứng rồi. Ba thằng thứ. Bùng nổ đâu cả nhà ơi. Ơi. Lại cụ mạng. Ê chị em bấm vô được. Cách vô không? Hả? Em cách vô. Cách vô đi. À. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu.
hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm với bốn ngày ngày hai năm. Nàng ơi anh tới anh đón em về rước tình trăm năm. Đêm năm mơ ngài làm thơ nương rồi nhớ mà cỡ sao lòng thận thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, rượu bia chơi lan trên tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đất ta hồng, cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trần rào anh cắm câu tinh tốt trong đầu, dù cực đoan em về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước vi về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm gọi bói ngày ngày hai lăm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Thiệt nha. Yêu là cưới như cả nhà nha, đừng có yêu xong bỏ người ta bơ vơ nha. Ok, cùng chia sẻ mạnh mẽ cho Discipline cho buổi live ngày hôm nay đi nào. Hey. Giang nhạc sắp xinh không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xầm đôi mình nhìn tụi nó tinh bé bình. Nhậu sáng đêm rượu 5 lít bia 50 lon, động phòng ân ai là thuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta thay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa là càng vui. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cũng đừng đủ chơi bời tôi cùng vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hai lăm. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em không còn thở yêu nhau đến khi răng lòng bạc đầu. Em ơi em đừng lo kề bên em luôn luôn có anh. Thêm một câu lưu thế yêu là cưới. Đêm bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hai lăm. Nàng ơi anh tới anh đón em về gấp từng trăm năm. Yeah. Cảm ơn cả gia đình yêu thương đã yêu thương và chia sẻ cho hai chị em nha. Ba anh em trong buổi live ngày hôm nay, mặc dù là hôm nay có một chút xíu trục trặc về mạng một chút xíu, nhưng không sao, chúng ta cùng đồng lòng cùng đánh bay cái mạng luôn này nha. Dạ rồi, con biết rồi, con Kiều Giang ơi. Rồi, xong okay. Một bài nữa. Bây giờ một bài nào nữa nè, cả nhà mình cùng yêu cầu bài hát gì nè. Cưới rồi thành viên là vợ chồng. Thác ra trong view lại thử. Ok, nhận thấy rất là nhiều lời yêu cầu cái bài hát là tình thương phu thê. Đó, thấy không? Thấy người ta thương nhau tới bến, sau đó người ta cưới nhau rồi, cái người ta cảm thấy hạnh phúc quá, người ta cảm ơn người thương người ta nè. Cái ta yêu cầu bài tình thương phu thê này. Ồ. Ghê chưa? Tình thương phu thê nhưng mà phiên bản mới nha. Remix cho vui một xíu ha, cái bài tình thương phu thê cảm ơn người yêu mà buồn quá người yêu không chịu á. Mình cảm ơn cho vui vui một xíu. Đóng. Dạ. Cố lên ngân cả nhà. Ngồi hôm nay bạn có bấy nhiêu chúng ta chơi bấy nhiêu. Dạ. Đò sang ngang. Đò sang ngang hả? Đò sang ngang như là vi. Em chưa có nghe phải á. Dạ. Cố lên. Không làm lên. Không gì làm khó được cả nhà chúng ta đúng không ạ? Rồi bắt đầu. Music. Lan Vy hát Bậu ơi đi. Ok, chúc là tôi hát bài này ha. Cảm ơn anh đã thương Vy. Thanh xuân này chỉ dành cho Vy. Tình thương đó là tình phu thế, cả cuộc đời không thay thế ai. Ơi người em yêu thương, em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Này người anh yêu, yêu rất nhiều, hứa với anh đi hết cuộc đời, chẳng thể bên nhau
cuộc sống mấy nay vất vả bao nhiêu, chẳng đời tình nghĩa cụ thể đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này chỉ dành cho em. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không ai thế thay. Ôi người em thương anh là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu, cả đời này chỉ dành cho em. Em nghĩ cả nhà đang sung ấy, cho sung thêm rồi em sẽ hát bầu ơi đừng khóc. Chứ hôm nay nó buồn lắm. Bí biết phải thay lòng không? Dạ không nha. Mà đem chưa tập nha. Cái mà nào quen gì? Quen mà mọi người. À, anh muốn anh sống sao cậu. Okay. Thấy là hát liền, thế yêu cầu là hát ngay. Không để các anh chị chờ lâu nha. Với một sáng tác của ca nhạc sĩ Chi Dân, ca khúc mang tên Anh Muốn Em Sống Sao. Hỏi con dằn mập quá. Rê thứ anh. Anh muốn em sống sao hỡi anh ơi. Mày ca sợ chứ chắc sợ rồi. Đâu, mình trong đây mình phải làm cho các anh chị vui chứ. Ờ thế hả? Đúng không các anh chị? Còn tỉnh buổi tối mệt quá rồi, phải vô rồi nhìn mấy em hát là vui hơn, vui tươi hơn chứ ai lại muốn. Dạ. Rồi. Dạ. Hát đừng có né né của bên đó, xích về đây. Ờ thế hả? Sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu sẽ kiếm tìm? Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn.
con phố này. Còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Lên luôn nào. Mặc dù có muộn một tí nhưng bây giờ chúng ta cho lên nha. Có số 2 của chúng ta đâu ạ? Phải máu BB thôi. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây? Anh lại đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Nói đi anh người ơi, vì sao anh nỡ ra đi? Đây rồi, thấy cả nhà đang yêu cầu cái bài này rất là nhiều. Ca khúc Em là con thuyền cô đơn. Và chúng ta xin phép được đổi lại với ca khúc là mang tên Vi và Băng là con thuyền cô đơn. Được không Vi? Được không? Trời, anh Việt ơi. Mì thứ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em là con thuyền cô đơn thiệt nha các anh chị ơi, không nói đùa đâu. Em là thương hiệu của Vi. Đấy. Mình nghĩ một cách nó thoáng hơn, nó tích cực hơn là đó là thương hiệu của Vi. Thế sao mà cứ méo méo thế? Dạ, các anh chị ơi, con người mà mình chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo cả, ai cũng có một khuyết điểm hết. Giống như Vi vừa hát hay mà nó kiểu như hoàn thiện quá thì những người khác làm sao? Thì phải có 10 được này mất kia đúng không? Thì các anh chị yêu thương thì các anh chị yêu thương, nếu mà yêu thương một người nào đó chúng ta yêu luôn cái xấu của người ta luôn. Đó mới là yêu thương, chứ còn mà lũ cái đẹp yêu không thì thôi thì sao? Đúng không? Đó. Giống như em nè, mọi người kêu cái mặt em giống cái bánh bao, mọi người có thương em không? Thương cái mặt bánh bao em luôn nha. Có lẽ lâu lâu cái mặt em hình sự xíu, không phải là em buồn em gì đâu, tại vì em đang chăm chú á. Các anh chị biết là trước đây là sau đây Băng làm đây mới biết được tại sao mà sếp đã từng ngồi trên cái vị này và rất là áp lực như thế nào, tại vì vừa hát cho các anh chị nghe hai vừa phải chỉnh đủ thứ hết. Còn bây giờ Băng ngồi đây nè, vừa phải chỉnh này, chỉnh máy cho hát thì xong rồi còn tư vấn các sản phẩm, coi cái nào nhớ cái nào quên, em sợ quên cái em căng thẳng dữ thôi, cho nên từ từ em sẽ quen. Nhưng các anh chị yêu thương thì các anh chị mở lòng bỏ qua cho cả hai chị em cùng tất cả các mọi khuyết điểm luôn nha. Ok, đời em là con thuyền cô đơn, một sáng tác của ca nhạc sĩ trẻ Chí Hướng nha. Anh Chí Hướng là có những bài ballad rất là hay á. Rồi. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời, muốn ngăn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ơi, nhặn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bến nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Mất nửa đời em đợi chờ duyên.
tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thiệt không Vy? Ê có thiệt không? Chị hỏi gì cho xoáy cho tim em vậy? Không chạy. Để thoát ra, để thoát ra. Lại nào. Đóng. Em là con thuyền cô đơn. Con thuyền không có bến hả? Thì cô đơn á. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ người phận cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sông thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Thanh xuân em mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sông thuyền ở ngoài khơi. Bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi? Thanh xuân em còn nữa đâu ơi, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Tương lai mịt mù trong gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai. Lấy chồng đi. Con chào má. Má anh chị em. Chào anh Sunny, chào chị Helen nha. Cảm ơn các anh chị đã yêu thương và ủng hộ cho DC Band và luôn đồng hành cùng DC Band nha. Rồi, yêu cầu bài gì nhờ? Cho em một ca khúc gì, Bầu ơi đừng khóc. Ok, bài hát này rất là nhiều yêu cầu Vy hát bài này. Bầu ơi đừng khóc. Mà hãy cười lên nha Bầu. Bầu ơi, dạ. Thì dỗ và bộ nói vậy. Ôi, thôi chứ kể có ai khóc kệ người ta gì đó. Kiểu nói chung bài này em cũng có khóc. Em khóc xem khóc luôn. Ok, pha thứ. Bộ ơi đừng khóc, bạn đang đừng có khóc nghe. Em hát thôi. Đừng có khóc. Dạ, chạy em tâm chưa? Hey, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Đừng ngại ngùng. Trời đã luôn. Ôi, em giao hết niềm tin cho đại ca đó. Trời ạ. Chờ anh xíu nè. Sếp ơi. Rồi. Bầu ơi đừng khóc. Em gửi tặng cho anh chị đã yêu cầu cái khúc này nha. Bầu ơi em.
em đang buồn ai lắm phải không? Mà ở xa ngồi khóc chỗ mơ phai má hồng. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em nhìn coi khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười. Dòng quay đêm nay là con số gì đây? Từng dòng quay mà ngỡ như đời xoay tháng ngày. Bầu ơi con đường đó dù cho ai cười khinh, khán giả thương mình thì con sân khấu lung linh. Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn đời bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Bầu ơi em mai là em của chi thôi, vẫn duyên trời cũng cho mình vui kiếp người. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em đừng lo, còn vì còn em còn chung dài là con tương lai. Bầu ơi bầu đừng khóc, bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau, họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu, thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Bầu ơi em mai là em của chi thôi, bầu ơi em đừng lo, còn khi còn em còn chung dài là con tương lai. Bầu ơi em đừng khóc, bầu ơi em đừng lo, còn khi còn em còn chung dài là con tương. Nhà rất nhiều. Nghe nó mùi gì đâu. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương và đồng hành cùng DC Ben trong suốt thời gian vừa qua và cũng như là tương lai sắp tới nha. Vừa rồi là một sáng tác rất là hay, bầu ơi đừng khóc. Rồi bây giờ kiếm bài nào vui vui nên đẩy cho lên một xíu ha. Bài gì bây giờ? Này đây nó không đọc được luôn á. Em cảm ơn anh Dương Hưng nha, cảm ơn cả gia đình mình rất là nhiều. Dạ nước hoa bao nhiêu tiền? Dạ nước hoa có 3 loại nha. Nam thì là 1.280.000, còn nữ thì 1.350.000. Cho nên các anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ để lại số bên em sẽ có chuyên viên tư vấn là gọi cho các anh chị liền nha. Rồi bây giờ thêm một bài nữa ha. Ủa ghê viên mắt được bài Thay Lòng, bài đó hay, đang hot lắm. Em chưa cập nhật được cái bài đó. Thì giờ thấy bài nào mọi người yêu cầu thì hát bài đó đi. Yêu lắm vì quá. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không thấy bolero được, nãy em có thấy yêu cầu bolero. Mà bây giờ một ca khúc nào nó sôi sôi chút xíu nhỉ? Nhưng bài suy nghĩ. Bài nhạc trẻ hồi xưa. Ai. Ok. Rồi cái chị Úc Nam hay bài một bài rất là quen thuộc luôn mà. Ok.
60 năm cuộc đầu. Ủa vậy hả? Bà đó sư ơi, sư đọc đúng không? Ok. Bà đó sau này sao anh biệt ha? 60 năm cuộc coi, đầu. Gom chị ấy. Đầu nè. Ủa chết. Thôi mình bằng cách chứ mà. Chấp nhiệm chứ, một người nói người người gõ chứ. Hồi đợt sếp ngồi mình sếp làm hết luôn á. Thật. Thì bây giờ một mình làm tội ha. Một mình làm nó bị chụp giật á. Thì cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Em biết Sơn Tứ Sơn Trưởng luôn á, để coi. Trưởng ha. Ok, không để các anh chị chờ lâu nữa, một sáng tác rất là quen thuộc luôn nè. Từ nhỏ tới lớn ai cũng sẽ biết bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, ca khúc 60 năm cuộc đời. Dơ. Tính ra mình sống nửa cuộc đời đó em à. Ôi mình già rồi à. Hơn nửa đời người đó. Ôi cứ thế mà em cứ tưởng đấy. Em cứ tưởng em còn con nít thôi. Nhưng mà suốt ra đường chị cảm giác chị còn nhỏ lắm. Chị tính chị kỳ với chơi kỳ. Chị tưởng có mình chị vậy em vậy luôn à. Chưa có chồng là còn nhỏ. Vậy đi. Đó. Hát bài Con Thuyền Cô Đơn. Dạ, bài Con Thuyền Cô Đơn là hai chị em mới hát xong mới nãy luôn á. Chị Băng hát bài Thay Lòng đi hả? Chút xíu đi, chút xíu chị hát bài đó cho nghe nha. Thay Lòng của ai nhỉ? Thay Lòng ai vậy? À, cũng Nan luôn. Ồ, Nan hả? Nan luôn. Nhưng mà không có bi ai nhiều vậy đó. Dạ, nhớ nè. Giọt lệ đầy trang. Buồn lệ đầy trang. Nghe mình xót thương. Woo! Hey! Đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sâu sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao ơi là thế, đời sống không được bao ơi được bao, đời không lâu là thế, được bao năm sống mà yêu nhau. Ơi, anh có bao nhiêu 60 năm cuộc đời thì sao vì rồi anh biết yêu thương ai, đến khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống được bao. Cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao ơi là thế, đời sống không làm bao nè ơi làm bao, đời không sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, em biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao, đến khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh băng vi chứ lòng lớn nhỏ chút. Ok anh Việt nhớ mà thay lòng anh Việt hả? Thay lòng đi Việt. Gõ gì thế? Thay lòng. Mê cái má lúng đồng tiền. Ok. Ủa? Ok. Thì bây giờ thấy cái chuyện chứ? Chưa có nói được. Ok. Si giáng thứ.
Không có, ý là em qua cho chị nè. Dạ đúng rồi, anh còn nhớ không? Không nhớ thì để chút cũng được. Em tư vấn xíu à, em ừ, bây lên tư vấn chút xíu à. Ok, ok các anh chị ơi. Ok, bây giờ cho Lan Vy nghỉ một chút xíu đi ha. Rồi các anh chị mình cùng quay lại với những bài hát rất là hay của Lan Vy nha. Dạ, đúng rồi. Dạ, con tư vấn chút xíu à. Dạ. Ừ đấy hả? Ok, bây giờ sẽ có một chuyên viên tư vấn của DC Band. Đây, nãy giờ các anh chị hỏi nước hoa nhiều quá trời luôn Linh ơi. Dạ, bây giờ với nước hoa thì coi nào. Nước hoa có hai dòng các chị. Đây, đẩy này qua. Dạ, chào cô chú. Tắt vang đi chị mình ơi. Tắt rồi. Chào cô chú, anh chị mình hỏi về nước hoa hả? Nước hoa Pháp, ba tầng hương nhà em là sẽ có ba mùi. Sao vậy? Lấy cái này đi, lấy cái này đi. Lấy cái dép ra. Hơi bị rối loạn tiền đình chút xíu, cô chú anh chị thông cảm. Dạ, nước hoa ba tầng hương nhà em thì sẽ có ba mùi ha. Nước hoa nam thì sẽ có hai mùi, còn nước hoa nữ bên em thì hiện tại bây giờ là chỉ có một mùi thôi cô chú ơi. Nước hoa nữ Mondai, mùi thơm đẳng cấp quyến rũ, xịt tới đâu là thơm tới đó luôn, bảo đảm luôn thật. Xịt tới đâu là thơm tới đó luôn, mùi hương rất là tuyệt vời, nó ngọt nè chứ không phải là nó gắt. Khi mà người khác lại gần mình đó là nó hửi được một cái mùi rất là ngọt ngào, dễ chịu chứ không phải là một cái mùi rất khó chịu đâu cô chú ha. Nhất là mình xịt vào ban ngày trời nắng cũng vậy, cũng không cảm thấy khó chịu hay là gắt đâu cả nha. 1.350.000 hoàn toàn miễn phí ship. Sữa rửa mặt cũng miễn phí ship nè, tăng cân cũng miễn ship. Và đặc biệt là tinh chất hoa hồng nhà em ha. Nước hoa nam là 1.280.000, nước hoa nữ là 1.350.000. Anh chị cô chú nào mà cần tư vấn thì để lại số điện thoại cho con nha. Bạn đứng không thấy bình luận của ai hết vậy? Dạ em chào chị Huyền Mai. 1.280.000 là nước hoa nam nha. Và nước hoa nam bên em thì sẽ có hai mùi nha cô chú. Nước hoa nam sẽ có hai mùi nè. Một mùi sẽ rất là nam tính, rất là mạnh mẽ, for men 1.280.000, và một mùi sẽ dịu nhẹ hơn, dịu dàng hơn là 1.280.000 luôn. Hoàn toàn miễn phí ship. Ở đây có các anh trai rồi đang xem, muốn xài nước hoa chính hãng, nhanh tay để lại số điện thoại cho tụi em nha. Hôm nay mình mập quá vậy. Dạ, vừa rồi là bé Linh vừa mới tư vấn cho các anh chị qua cái dòng sản phẩm nước hoa Mondai là nước hoa của nữ với giá là 1.350.000. Cái mùi hương của nó ngọt ngào mà không gây nồng gắt, cho nên các anh chị hoàn toàn yên tâm về cái mùi hương của nó. Nó thơm, nếu mà cơ địa nào mà lưu hương lâu thì có thể lưu hương trên 12 tiếng. Còn nếu cơ địa nào mà lưu hương không được tốt thì cũng có thể lưu được từ 6 tới 9 tiếng đồng hồ nha. Còn nếu xịt lên quần áo thì còn thơm rất là dai. Nữ thì 1.350.000, còn nước hoa nam thì 1.280.000. Đây, nam đây, lịch lãm của quý ông đây. Mùi hương gỗ thông nha, cũng là ba tầng hương luôn. Còn với cái dòng nước hoa vuông này là nước hoa unisex dành cho cả nam cả nữ. Các chị nữ nào cá tính một chút xíu, hoặc là các anh nam nào muốn nhẹ nhàng một chút xíu, ngọt ngào một chút xíu thì nên sử dụng cái loại này. Với dung tích 100ml thì xài rất là lâu, hàng nhập khẩu từ Pháp, cho nên các anh chị yên tâm về chất lượng. Dạ, Duy Trinh bán hàng như thế nào phải yên tâm chất lượng hàng nấy, mới truyền tới tay của quý khách để mà mua cái sản phẩm này. Tất cả các dòng sản phẩm của bên Duy Trinh đều đảm bảo chất lượng trước khi mà được đưa lên để bán cho các anh chị. Cho nên các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về những cái thắc mắc về chất lượng hay không, mà tại sao giá lại mềm như vậy. Tại vì bên công ty là nhập một lần một số lượng rất là lớn, cho nên là sẽ giảm được chi phí vận chuyển, và cũng như là không có quảng cáo trên truyền hình. Các anh chị biết là nếu mà quảng cáo trên truyền hình tính từng giây, từng bao nhiêu giây thôi là tính tiền trăm triệu, tiền tỷ rồi. Cho nên thay vì lấy cái tiền của khách hàng bỏ vào cái tiền quảng cáo thì thôi bây giờ mình bớt cái tiền chi phí quảng cáo đi. Các anh ngồi đây hát nè, tư vấn cho các anh chị bớt đi cái tiền quảng cáo thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều chi phí. Dạ, đúng như là giảm cân, tăng cân,
sữa rửa mặt Kem Body collagen. Collagen thì có hai dòng, một dòng viên nang và một dòng sủi. Sủi thì nó hấp thu nhanh hơn, nhưng mà dùng cũng một liệu trình thôi là các anh chị ngưng rồi để sử dụng collagen viên. Collagen viên thì 450.000, còn collagen sủi thì đang có giá khuyến mãi từ 1.1 triệu còn 760.000 thôi. Nên các anh chị nào có nhu cầu làm đẹp để chúng ta đón Tết thiệt là đẹp hơn thì các anh chị để lại số điện thoại nha. Dạ, thuốc giảm cân hoặc là thực phẩm giúp chúng ta giảm cân, thực phẩm giúp chúng ta tăng cân, sữa rửa mặt tinh chất hoa hồng giúp chúng ta thơm từ bên trong cơ thể, thơm từ hơi thở luôn, điều hòa tiết tố và điều hòa sinh lý luôn. Các anh chị cứ để lại số điện thoại là sẽ có chuyên viên tư vấn gọi tới cho các anh chị tư vấn nhanh nhất có thể nha. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn cô chú. Sản phẩm nhà con thì không có bất kỳ một dòng thuốc nào, cho nên là cô chú anh chị mình xài sản phẩm nhà em thì cứ an tâm nha. Tại vì những cái dòng sản phẩm nhà em là được đạt tiêu chuẩn GMP, chẳng hạn như là collagen và thảo mộc tăng cân thì không thể nào thiếu rồi. Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe tăng cân một đà, người lớn sử dụng được nè, trẻ em sử dụng được và người cao tuổi chúng ta cũng có thể sử dụng được luôn. Nếu như mà anh chị cô chú mình có người thân của mình đang trong tình trạng ăn không ngon nè, ngủ không được nè, cảm thấy sức khỏe không được tốt, cần cải thiện tình trạng ăn khỏe ngủ ngon hơn thì chúng ta nên giới thiệu sản phẩm mộc đà nhà em. Sản phẩm này là thảo mộc không phải là thuốc, cho nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Một hộp có giá là 350.000, hai hộp một liệu trình là 600.000, cũng sẽ hoàn toàn miễn phí ship luôn. Hai hộp một liệu trình 600.000, tăng được từ 2 cho đến 6 kg một liệu trình nha cô chú. Mua hàng để lại số điện thoại cho con nha. Cảm ơn anh chị. Kem chống nắng dạ ok chị, nhưng mà hiện tại thì kem chống nắng bên em vẫn chưa có hàng, nếu như mà gọi mà có chậm quá thì anh chị mình thông cảm nha. Dạ, các anh chị, tất cả các mặt hàng các anh chị cần mua thì các anh chị cứ để lại số điện thoại nha. Có một số mặt hàng còn số lượng rất là ít, cho nên là tụi em không có đưa lên đây, sợ đưa nha. Lên đây các anh chị đặt mà không còn thì rất là có lỗi với các anh chị. Cho nên là có nhiều sản phẩm đang sắp hết hàng rồi. Nhưng mà nếu anh chị có nhu cầu mua thì các anh chị cứ để lại số điện thoại nha. Dạ, collagen sủi là bao nhiêu tiền? Collagen sủi là giá gốc của nó là 1.100.000, nhưng mà đang trong chương trình khuyến mãi mùa dịch tri ân khách hàng thì bên Duy Trinh đang giảm giá tới các vị khách là từ 1.1 triệu giảm còn 760.000 đồng. Cho nên các anh chị hãy nhanh tay nha, hết chương trình khuyến mãi này là không còn giá đó đâu. Dạ, sữa rửa mặt cũng 250.000, đang trong chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1. Kem dưỡng trắng da body thì 480.000, mua 2 cũng tặng 1 luôn. Dạ, các chị nhanh tay nha. Cô chú anh chị mình mua hàng nhanh tay để lại số điện thoại giùm cho tụi em nha. Chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ là chúng ta đến với chương trình âm nhạc hả mọi người. Thấy cô chú anh chị mình hối quá hối rồi. Collagen sủi thơm rất dễ uống và hấp thụ nhanh. Đúng rồi, collagen sủi là nó uống liệu trình ngắn thôi, nó làm chúng ta hấp thụ nhanh, đẹp nhanh lên. Nhưng mà muốn uống lâu dài thì các anh chị nên uống collagen viên. Nước hoa nam là 1.280.000, nước hoa nữ là 1.350.000. Tất cả mặt hàng nhà em đều được miễn phí ship. Chỉ cần có số điện thoại thôi là chuyên viên bên em sẽ gọi cho anh chị của mình. Đặc biệt là không những gọi mà còn miễn phí ship tận nhà cho mình. Nhận hàng có quyền kiểm tra. Đúng hàng mình nhận, không đúng có quyền trả về nha cô chú. Cảm ơn đúng cô chú rồi. Nếu sản phẩm có cái gì không hài lòng các anh chị cứ trả về. Ở trên chỗ mà tất cả các nơi buôn bán thì các anh chị sẽ không tìm được nơi nào như thế này. Mua mà không hài lòng về chất lượng thì các anh chị cứ trả về. Dạ, được đổi trả luôn nha, được trả lại luôn. Cho nên sếp đã nói rất là rõ như vậy rồi. Cô ơi, con thích cô Linh lắm. Cảm ơn cháu nó đi chứ hả? Cô Linh mới 20 tuổi à, kêu chị đi. Không biết đồng bé mới 6 tuổi mượn điện thoại mẹ hay sao? Kêu chị Linh đi. Kêu chị Linh cho nó trẻ trung. Dạ, tinh chất hoa hồng thì làm thơm cơ thể, nhất là khi chúng ta hoạt động mùi hương, cái mồ hôi mình tuốt tác ra thì nó sẽ thơm, và hơi thở chúng ta nói chuyện ra nó sẽ thơm hơn, cũng như là điều hòa tiết tố, điều hòa sinh lý, cải thiện chúng ta làn da về mái tóc chúng ta nhiều lắm nha. Các anh chị có nhu cầu mua thì hãy để lại số điện thoại với giá là 1.350.000, đang giảm giá còn bao nhiêu quên mất tiêu luôn. 950.000. Đúng rồi, còn 950.000. Nhiều quá em quên đó các anh chị. Dạ, với giá 1.350.000 mà giảm còn 1.950.000 thôi, để tri ân tới các anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng Duy Trinh trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên với giá là 950.000 với một hộp liệu trình là 60 viên, một ngày một viên trong vòng một tháng, các anh chị sẽ cải thiện được mùi hương cơ thể. Từ 3 tới 7 ngày là các anh chị đã cảm nhận được cái mùi hương cơ thể chúng ta thay đổi rồi. Còn nếu mà muốn cải thiện về cân bằng nội tiết tố, cân bằng sinh lý, cải thiện làn da mái tóc thì các anh chị phải từ 1 tháng tới 3 tháng các anh chị sẽ cảm nhận từ từ.
tăng cân bên em không phải là thuốc nha chị ơi. Tăng cân bên em là hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên. Với giá của nó là 350.000 với liệu trình một hộp dành cho trẻ em từ 7 tuổi tới 13 tuổi. Liệu trình là một bé một viên sau một bữa ăn. Còn người lớn liệu trình 600.000. Với người thảo mộc tăng cân thì từ 7 tuổi dưới cho đến dưới 70 tuổi và phụ nữ sau khi sinh 2 tháng là dùng được nha. Hoàn toàn chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên cho nên các anh chị yên tâm về chất lượng của nó, không có chất hóa học nào trong đây cả. Cho nên là khi mà chúng ta uống cái sản phẩm này vào thì giúp chúng ta kích thích ăn, giúp chúng ta kích thích tiêu hóa, ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn và hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng, hình thành cho chúng ta một thói quen ăn uống. Và sau 2 tháng chúng ta ngưng thuốc lại thì chúng ta vẫn không thể bị tụt cân xuống cân. Và nó không bị tích nước nha. Dạ ok, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình âm nhạc. Cùng chia sẻ mạnh mẽ lên để tiếp tục chương trình âm nhạc ngày hôm nay nào. Dạ, cho chị một liệu trình tăng cân ha, để số cho em chị ơi. À, để số điện thoại lại dùm cho em thì bên em mới có chuyên viên gọi cho chị được ha. Còn không có số thì em sẽ không có liên hệ cho mình được. Cảm ơn anh chị. Ác bài thiên hạ hữu tình nhân đi. Chị Vi hát. Có dầu thơm không sao băng. Dạ có nha. Nước hoa nữ thì 1.350.000. Còn nước hoa nam là 1.260.000. 80.000 hay 1.280.000. Dạ. Nước hoa unisex cũng vậy, dành cho cả nam cả nữ. Nữ thì cá tính và nam thì nhẹ nhàng. Nó dung hòa giữa hai nam và nữ luôn, với giá là 1.280.000. Các anh chị có nhu cầu mua hàng thì các anh chị cứ để lại số điện thoại, hoặc là có thắc mắc gì về sản phẩm muốn biết nhiều rõ hơn thì các anh chị vui lòng để lại số điện thoại. Nhiều khi trên live này không có thể nào tư vấn được cho các anh chị rõ nhiều, mà nhiều cái các anh chị thắc mắc á, cho nên các anh chị vui lòng để lại số điện thoại giúp em với nha. Hóa bài vui chứ đi bài đó. Yêu cầu dấu yêu nhiều quá anh Việt ơi. Vô vì là lại dấu yêu Vi. Yêu thì yêu. Yêu thì thôi. Yêu nhiều thì khổ nhiều. Đây em lại đây. Có sung môi cho em, dạ chị cứ để lại số nha, tất cả sản phẩm bên em nếu mà còn là sẽ gọi cho các anh chị liền lập tức nha. Đồ thằng thứ em đã điểm danh. Ok, bây giờ theo yêu cầu dấu yêu là có ngay luôn nè, nhanh, rất là nhanh gọn. Hello Simpom, hello tất cả gia đình mình, hello Hiệp Hoàng, có nước hoa Frank không? Dạ đúng rồi, nước hoa bên em nhập hoàn toàn từ Pháp về nha, nên các anh chị yên tâm nha. Dạ giá thật là mềm, tại vì nhập rất là số lượng lớn cho nên là nhận được giá nó giá gốc luôn á. Với lại không có tốn chi phí mà quảng cáo trên truyền hình cho nên giá các anh, thay vì lấy tiền của anh chị để bỏ vào chi phí quảng cáo thì thôi bây giờ mình bớt cái tiền đó cho các anh chị để các anh chị mua giá mềm hơn. Tụi em ngồi trên đây hát rồi tư vấn cho các anh chị được những gì thì tụi em tư vấn. Còn các anh chị muốn biết sâu hơn thì các anh chị vui lòng để lại số điện thoại để nhân viên tư vấn sẽ gọi tư vấn cho các anh chị nhanh nhất có thể nha. Úc đã trở lại rồi đây. Rồi, giấu yêu. Đưa thằng thứ. Ca bài dấu yêu nhé. À, dạ dạ ok bây giờ ca liền nè. Mạng giật quá. Dạ đúng rồi, hôm nay mạng không có được ok lắm cho nên cả nhà mình cố gắng lên nha. Yeah. Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày. Tình sao trong phai để mình ta ôm sầu đắng. Ngày nào còn thấy môi em cười, giờ chỉ là dĩ vãng xa rồi. Nhớ anh em vẫn thầm nhớ. Một mai nhé anh về bên ấy chưa quên không thể. Lời yêu đắm say đã trót trong ngày ấy. Ngày nào còn có anh trong đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh em nhớ suốt đời. Cùng chia sẻ lại nha. Dấu yêu ngày xưa này anh có nhớ không? Vâng anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Hoang nghe hồn trời với khi tình đôi ta đã sang.
một lần nữa nhá. Một mãi nhé anh về bên ấy chắc quên cô thề. Lời yêu đắm say mình đã trọn trao ngày ơi. Ngày nào còn có anh bên đời, giờ chỉ là giấc mơ qua rồi. Nhớ anh em nhớ suốt đời. Ok Huyền Trang. Này em có nhớ không? Vâng anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Có nghe hồn chơi vơi thì tình đôi ta đã xa. Còn đâu dấu yêu ngày xưa vì sao anh đã quên? Vâng anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Thoáng nghe hồn bâng khuâng mơ hình bóng anh về. Dấu yêu ngày xưa này em có nhớ không? Vâng anh đợi em ngày đêm vẫn nhớ mong. Thoáng nghe hồn trời vơi khi tình đời ta đã xa. Còn đâu dấu yêu ngày xưa vì sao anh đã quên? Vâng anh đợi em ngày càng nhung nhớ thêm. Thoáng nghe hồn bâng khuâng mà hình bóng anh về. Ok Huyền Trang. Cảm ơn cả gia đình rất là nhiều. Hát bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân đi hai chị. Hát bài đó không? Tiếp à? Chị bài đó không? Chờ chơi. Sẽ lặp lại mọi người nhàn thôi. Chờ chị. À, đó hát mọi người thích bài đó nhiều ha. Mọi người thích bài đó hoài luôn á. Ô tê ô tê ô tê. Chơi luôn. Mọi người trung thành quá à. Lên luôn à. Nhìn băng giống ca sĩ Lam Anh quá. Hải ngoại. Ồ vậy hả? Đẹp không? Chị đó đẹp không? Đẹp. Bà đang uống nhớ thích quá à. Bà đang thứ anh. Yêu là gì? Thiên hạ hữu tình nhân. Thả tim cho anh nhạc công nè. Trời ơi tim cho anh nhạc công nhiều quá nè. Tình anh không? Hôm nay anh không lên thêm miếng hả? Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Ok ok. Ấy em nghe bài Tình Anh được nè. Tình Anh chị biết hát đúng không? Tình Anh chưa hát bao giờ. Oh, thế à? Chú em hát đi á mình đi. Anh ơi đổi qua bài một cái điệu bolero. Ủa, xin lỗi hả? Cái bài ủa, chị hát đây. Bài gì? Như đã dấu yêu nhỉ. Nó rất là yêu cầu. À, vậy hát bài Thay Lòng trước như vậy yêu sao ha? Ok. Đã không yêu thì thôi đi chị Băng. Ồ ồ ồ. Chúc chị coi được ok thì hát ha. Bài Thay Lòng sếp. Thay Lòng đại ca. Đại ca ơi, đại ca đánh cho em bài Thay Lòng nha. Tại vì hôm nay bao tử em nó đau, cái em muốn thay nó đi á. Ủa bao tử nó khác cái lòng nó khác. Ủa chứ không phải lòng đang đây hả? Lòng là ruột chứ. Thì ý là bộ lòng, nguyên bộ lòng thì tính luôn cái bao tử đúng không cả nhà? Nếu mà tính bộ lòng tính luôn cái bao tử. Em tính thay nó đau quá, nó hành em quá. Thay lòng. Đó đó em luôn rồi đó. Thay lòng phẫu thuật lòng luôn. Bài này em chưa nghe nhỉ? Chưa có thời gian nghe. Sẽ giảng thử à? Phải không? Sẽ giảng thử mà. Chị gián thử đó, đúng rồi, xem à, đại ca ơi. Bốn mấy nữa. Một đêm bùng nổ nha, dạ. Cảm ơn anh Nguyên Lộc rất là nhiều. Các anh chị có muốn mua sản phẩm nào bên Duy Trinh, kem chống nắng nè, kem nám, kem dưỡng da cao cấp, nước hoa, thảo mộc tăng cân, thảo mộc giảm cân, sữa rửa mặt, kem body cũng như là tinh chất hồng, các anh chị cứ để lại số điện thoại nha. Thank you.
thơ ấu ấy em như cuộc đời anh đây, hồn nhiên bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Giờ thời gian nên đã không ngừng vô tình đã làm anh mất em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều, không một câu chào anh em đã vào nhà nhung gấm sáng giàu nhanh. Một thuở hai ta niên thiếu đâu còn. Tạm biệt nhé người em yêu, em chúc anh vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng, anh theo ai tình đã lỡ làng. Cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, đâu hỡi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nãy tan dần, kỷ niệm xưa chôn vùi. Đành phải quên thôi tình xưa còn bão lòng. Hey, cảm ơn chị Nhung Trần. Cơn lòng như đang ùa tới, anh vội khoác bộ đồ mới bước bên ai trong thật hạnh phúc. Nhìn lại em sơ đủ tầm với nét thật gọn và hàng hoa xưa, đứng nhìn người giờ tay trong tay đứt cả lòng nhưng chẳng thể nói, cố gắng không để anh nhìn thấy dấu nước mắt này vào bên trong. Hỏi nhiều lần liệu có nên không, đứng thật gần nhìn em thật rõ vì phút đoạn tuyệt về phía bên sông. Anh nào đã dám chắc vì đó đâu có phải là cách, ngày nào chung lối nhưng giờ nhìn em ngày vui, còn anh thì chỉ là khách. Là vì còn vương trên bờ mà mi cay, là vì còn thương nên đâu đành buông tay. Ngày vô quý anh tôi thật đẹp, vẫn nụ cười ánh mắt bờ môi, nhưng bây giờ thuộc về người khác, còn em chỉ đứng bên lề mà thôi. Tạm biệt nhé người em yêu, em chúc anh vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng, anh theo ai tình đã lỡ làng. Cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, đâu hỡi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nãy tan dần, kỷ niệm xưa chôn vùi. Đành phải quên thôi tình xưa còn đâu. Ngày thơ ấu ấy anh như cuộc đời em đây, hồn nhiên bên nhau bước chung con đường dài. Giờ đã lớn lắm khi lại cần một vé bé đi để cho anh lo lắng em mỗi ngày. Tạm biệt nhé người em yêu, em chúc anh vui bên người. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười. Nghe tin người đi ngỡ ngàng, anh theo ai tình đã lỡ làng. Cất hết ký ức ban đầu thôi yêu thương xưa đành quên. Người quên tôi rồi, người đã quên đi rồi. Thôi lo lắng nhiều làm chi, đồ hỡi tôi ơi buồn thêm. Tình yêu nãy tan dần, kỷ niệm xưa chôn vùi. Đành phải quên thôi tình xưa còn đâu. Thay lòng. Rồi, anh quá rap xong. Dạ. Ok, và bây giờ với thể theo yêu cầu của các anh chị yêu cầu thì Lan Vy hát bài tình anh đúng không? Dạ. Yeah. Tư vấn đi. Linh lên sóng nha mấy chị em, lẹ. Vô em vô à? Không, chị bắt nói. Ok, nãy giờ thì đang tính là cho Lan Vy hát một bài, nhưng mà bây giờ thấy các anh chị đòi hỏi về các sản phẩm nước hoa rất là nhiều, thì bây giờ sau ban tư vấn là kia các anh chị một chút xíu nữa, các anh chị vui lòng đợi một chút xíu nha. Chương trình văn nghệ sẽ trở lại trong ít phút nữa, các anh chị vui lòng nán lại chút xíu chờ em tư vấn xong cho các anh chị khác. Các anh chị cần mua hàng xong rồi sẽ qua đáp ứng cho các anh chị đang nghe nhạc nha. Dạ, yeah. Sorry, tại em bị đau bao tử, em bị ợ hơi. Dạ, yeah, với nước hoa 3 tầng hương nữ thì là Mondai 3 tầng hương với giá là 1.350.000 đồng.
người thích hợp với sản phẩm này đó là các chị nữ yêu thích sự ngọt ngào mà không quá bị nồng, không quá bị cái như là cái mùi nó bị lộ quá, nó nhẹ nhàng nhưng mà nó ngọt ngào quý phái. Các chị nào mà thích cái sự ngọt ngào nhẹ nhàng mà không quá phô trương á thì các anh chị nên, các chị gái nên xài cái loại này, hoặc là các anh nào muốn đi cạnh người yêu của mình, người thân thương của mình mà muốn nghe cái mùi mà dịu ngọt mà không bị làm quá lên về cái mùi hương á, không nồng quá, thì các anh chị nên đặt sản phẩm này về tặng cho người, những người thân yêu, hoặc đặt mua cho chính bản thân chúng ta luôn. Còn các anh nam với một mùi hương đẳng cấp của các quý ông thì với mùi hương gỗ thông với giá là 1.280.000 hả? Chị bị loãng. 1.280.000 với dung tích 100ml thì rất là phù hợp với các quý ông nha. Rồi sản phẩm mà dung hòa giữa hai, cả nam cả nữ đều dùng được. Với các chị nữ mà cá tính mạnh mẽ một chút xíu, hoặc các anh thích sự nhẹ nhàng, thì các anh chị nên đặt cái sản phẩm này với giá 1.280.000 luôn. Dạ. Mộc đà bên em dùng bao nhiêu lâu là sẽ tăng cân? Dạ, một liệu trình bên em là sẽ 2 tháng nha các anh chị mình nhé. Với giá là một liệu trình cho trẻ em từ 7 tuổi tới 13 tuổi là 350.000, liệu trình người lớn trên 7 tuổi và dưới 70 tuổi và phụ nữ. Sau khi sinh 2 tháng thì liệu trình là 600.000, đều sử dụng đều trong 2 tháng hết. Người lớn thì 2 viên một ngày cho em sau bữa ăn, còn trẻ em thì 1 viên sau bữa ăn nha. Và cái sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cho nên là cũng không có chất hóa học nào trong sản phẩm này hết. Hoàn toàn chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, giúp chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, kích thích sự thèm ăn, muốn ăn của các anh chị, giúp chúng ta ngủ sâu hơn. Và kèm bên đó là không tích nước, khi nó hình thành cho chúng ta một thói quen ăn uống, và sau khi chúng ta hết một cái liệu trình chúng ta ngưng sản phẩm lại thì các anh chị sẽ không có tình trạng là tụt cân xuống cân nha. Dạ, các anh chị nào muốn tăng cân thì hãy nhanh tay. Dạ, thảo mộc giảm cân có luôn nha, các anh chị cứ để lại số điện thoại nha. Dạ, tinh chất hoa hồng thơm, nước hoa này bao nhiêu? Dạ, nước hoa này là nước hoa nào ạ? Nếu mà nước hoa nữ thì là 1.350.000, còn nước hoa nam hoặc là nước hoa mà dành cho cả nam lẫn nữ thì là 1.280.000. Cái đó là 100ml nha anh chị mình ơi, 100ml hết, tất cả ba sản phẩm này đều là 100ml. Đây là nước hoa nhập từ Pháp và được mỗi lần mà nhập số lượng rất là lớn, nên các anh chị mình sẽ đôi khi ngạc nhiên là tại sao với mức giá mà thấp như vậy mà sở hữu được nước hoa tận gốc bên Pháp. Thì các anh chị nào mà chưa mua sản phẩm thì các anh chị sẽ có nghi ngờ, đó là đúng, tại vì không, bên Cao Duy Trinh không tốn tiền bỏ tiền quảng cáo vào truyền hình. Các anh chị biết là mỗi giây mỗi phút trên truyền hình là tính tiền trăm triệu tiền tỷ không á, cho nên thay vì bán sản phẩm đôn giá cao lên để lấy cái tiền đó bỏ vào tiền quảng cáo thì thôi, bên Duy Trinh sẽ không làm như vậy, sẽ bớt giảm cái tiền chi phí lại cho khách hàng. Chúng ta sẽ quảng cáo ở trên đây thôi. Để các anh chị nào đã sử dụng rồi thì các anh chị để lại số, để lại comment để cho các anh chị nào mà chưa sử dụng qua để tìm hiểu tham khảo thêm nha. Và cảm ơn các anh chị đã để lại số, em đã thấy số của các anh chị rồi. Và đây là nước hoa chúng ta giúp chúng ta thơm từ bên ngoài vào. Đây còn một sản phẩm giúp chúng ta thơm nữa, nhưng mà cái này là thơm từ bên trong thơm ra, nên các anh chị không bị tự ti khi mà chúng ta, nhất là người hoạt động mồ hôi ra nhiều. Đây là tinh chất hoa hồng với chiết xuất tinh dầu hoa anh thảo, 60 viên trong một hộp này, và một ngày chúng ta sẽ uống một viên. Chúng ta sẽ thấy cải thiện được mùi hương cơ thể chúng ta sau 3-7 ngày sử dụng. Giúp chúng ta có một mùi hương cơ thể, nhất là khi chúng ta vận động mồ hôi ra, cũng như là chúng ta nói chuyện hơi thở của chúng ta. Giúp chúng ta cải tiến cái làn da, mái tóc chúng ta, giúp chúng ta cân bằng nội tiết tố sinh lý luôn. Các anh chị thấy nó có cái nhiều công dụng không? Nhưng mà giá của nó thì bây giờ các anh chị thay vì tặng cho các anh chị nhiều quà thì đôi khi các anh chị không có nhu cầu cần tới, cho nên anh Duy Trinh mới có một biện pháp là tri ân tới khách hàng. Thay vì tặng quà, món quà các anh chị không cần dùng thì anh giảm ngay tiền trên sản phẩm này luôn, với giá gốc của nó là 1.350.000 mà giảm cực mạnh luôn, chỉ còn là 950.000 thôi. Những các anh chị nào đang có nhu cầu mua thì em mua nhanh, qua hết cái chương trình khuyến mãi này rồi là sẽ không còn cái giá này đâu, sẽ quay trở lại với giá 1.100.000. Thì tại sao chúng ta không mua từ ngay bây giờ, đúng không ạ? Chúng ta có thể mua cho bản thân chúng ta, mua tặng cho người thân. Sắp tới lễ Tết tới nơi rồi, các anh chị hãy cứ mạnh dạn mua những sản phẩm để chăm lo chăm chút cho bản thân mình. Mình hãy chính bản thân mình, hãy thương bản thân mình trước khi mà muốn người ta thương mình. Đó, một câu châm ngôn, trước khi muốn người ta thương mình hãy tự thương bản thân mình trước, tự thưởng cho bản thân mình trước nha. Ok, hát đi em. Dạ, là Khuê Mộc Lan đi Lan Vi.
sữa rửa mặt 200, 250 mua 2 tặng 1 vẫn còn đang chương trình khuyến mãi nha, cũng sắp hết rồi nha các anh chị, mình nhanh tay nhé. Dạ, bây giờ hát bài nào trước nè? Khuyên một lần biết không ơi? Dạ, chưa, em chưa có tập này đâu. Cô đơn dành cho ai? Được ok rồi. Bây giờ Tình Anh nè, Tình Anh mới nãy chưa hát kìa. Ok, Tình hát Anh này giọng Lệ Quyên, Lan Vy. Lan Vy. Dạ, đô đi đi ca. Tình Anh. Cái khúc này yêu cầu khá nhiều. Thứ hay trưởng? Trưởng thứ. Dạ. Trưởng thứ. Thứ. Không bảo sao rằng biệt được. Hey. Mày con bún sừng. Trời lâu quá không hát rồi đây. Em sẽ là người ra đi. À bài đây cũng được, cũng chỉ biết đâu. Em sẽ là người đi ra. Xong rồi ạ. Được không ạ? Cho em cái này em feel ạ. Qua. Qua ạ. Cái bài cái này em feel em đưa không được ạ. Em xin lỗi ạ. Vâng, Tình Anh ạ. Bài gì nhỉ? Bài này nhá. Thuyền sang sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi đầy mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngồi khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh? Về bên em không ồn ào sông cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Sang sông thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi đầy mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh? Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngồi khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh? Vì bên em không ồn ào sông cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em sông sông trôi buồn bã? Có phải anh vội quên đi tất cả, để sông thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngồi khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh?
về bên em không ồn ào sông cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Về bên em không ồn ào sông cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Em cảm ơn chị Thanh Nga, cảm ơn gia đình đã yêu thương và chia sẻ cho ba anh em trong buổi live này ạ. Cảm ơn rất là nhiều, bóng dáng mẹ hiền. Hết dịch Lan Vy để ra nghe. Trời ơi, trướng. Sướng, kia là sướng. Rồi tới lưu hả? Có yêu cầu, chị hát cái gì? Thôi vậy hai chị em hát đi. Bài gì? Không nhớ ra luôn á. Bài gì hả? Tại vì hai màu nó khác nhau. Chỉ có mấy bài chung mà. Ấy. Lớp Việt Nam, à, cái bài đó để về em tập lại nha anh Việt Hoàng ơi. Tại vì những cái bài này em sẽ chắc là người ra đi. Ok rồi ca, để ca biết đó chứ hề. Trời luôn, biết không chị? Trời ơi, chị còn nhiều nãy giờ mấy bài lần. Chị không nhớ lắm. Kể hát đi, em hát. Okay. Bữa nào em hát luôn đi. Thử đi ha. Ok. Em sẽ là người ra đi, bài xưa lắm nha. Thử đi ca. Em sẽ là người ra đi. Ok. Dút lên trên nào. Dút lên trên nào. Anh ơi cười. Son. Son. Thử. Em sẽ là người đi ra. Đi luôn. Em sẽ là người đi luôn. Vâng ạ. Không có chi anh Dương ơi. Anh Dương Trần. Anh thấy bài này mọi người yêu cầu nhiều. Nãy giờ là mấy anh nhạc công đẹp trai cho thêm nhạc tí. Vì em cần có anh. Bài đây, bài đây là quan viên Việt. Em cảm ơn chị Lê Hạnh à. Chị Jennifer. Bảo Bảo khen anh nhạc công chơi hay quá, bài nhớ nhung. Ok anh Trần Dũng nha. Hát bài đổi thông hai mổ. Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng. Hát bài tiếng đầu chống dịch hả? Ờ nhớ chút hát bài đó đi hè. Bài đó hả? Ủa bài đó là bài hát làm sao? Em hát từ từ cái liều thuốc cho trái tim ấy ra. Cảm ơn Cẩm Dung. Dạ. Vô. Em sẽ là người ra đi. Em cảm ơn chị Hoa. Thích anh nhạc công cười. Cười anh ơi. Nói tên anh đợi anh cười riết luôn à. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào, còn đâu bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi đi mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước chôn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thân như một mình em, vì tim em trao anh dâng tròn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Thời gian không thể so đi tình yêu anh hôm nào, quặng tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi, thà đâu một lần đâu còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người, kể vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chôn cả hai con đường, để chân hên bờ mi thì thôi ta đành chia tay. Vì yêu anh em sẽ là người ra đi. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà. Mặc dù bài này rất là xưa, lâu nay em không có hát. Nhớ mọi người yêu cầu là cứ hát thôi. Yeah.
yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào. Còn đâu bao dấu yêu nhưng đời anh nào ngờ trôi đi mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước chôn kiếp bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật như một mình em, vì tim em trao anh dâng tròn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Thời gian không thể so đi tiếng yêu anh hôm nào. Quặn tim đâu từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói đã hết yêu em rồi. Thà đâu một lần đâu còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người. Kề vai em mà tim anh cắn ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chôn cả hai con đường. Lệ tràn hên bờ mi thì thôi ta đừng chia tay. Vì yêu anh em sẽ là người ra đi. Thời gian không thể so đi tình yêu anh hôm nào. Quặng tim đâu từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói đã hết yêu em rồi. Thà đâu một lần đâu còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người. Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chôn cả hai con đường. Để chăn hên bờ mi thì thôi ta đành chia tay. Vì yêu anh em sẽ là người ra đi. Em sẽ là người ra đi. Yeah. Cái bài đó mới nãy mình hát rồi nè, Thiên Hạ Hữu Tình Nhân hát cảm rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nghe phê quá. Thả Thiên, cảm ơn cả nhà. Giọng hát y chang Duy Mạnh, ủa gì kỳ vậy? Người ta không... Không, mà trong âm nhạc á, các anh chị, nó giống như là các món ăn gì đó. Em say rồi kìa. Ok, ok, bây giờ mình đổi nhân sự một xíu. Ủa thế hả? Công ty đông lắm. Công ty đông quá, vậy cho người lên miếng. Người lên bỏ nữa. Em vừa bỏ lên. Mắc bài MC rồi. Say lắm rồi. Dạ. Đôi khi những bài xưa lại gợi nhớ những kỷ niệm ngày ấy anh ạ. À. Chút xíu thôi. Xong rồi chị vô chị thay cho chị Vi. Bố nói gì đó? Sao? Bố nói là em vô thay chị chút xíu. Ở thay chị sẽ băng xíu. Xong rồi cho chị sẽ băng nghỉ. Xong rồi chị sẽ băng vô. Xong chị Vi về. Dạ vâng. Lần đầu tiên cho phép và mễ linh. Dạ vâng, và lần đầu tiên thì sẽ cho phép lên đêm xin lời chào đến từ thể tất cả với các chương trình và các bạn đã đến với buổi live ngày hôm nay. Xin hơi ổn định. Có lần vô là mặn liền cô chú ha. À, chào cô chú ạ. Hơi tối ạ. Là cho quá. Dạ, à, anh chị cô chú nào cần tư vấn thì bình luận lại cho Bé Linh tư vấn nha. Nãy giờ em ngồi ở ngoài em thấy quá trời câu hỏi của cô chú anh chị mình luôn mà không biết trả lời sao. À, dạ ai muốn hỏi gì hỏi đi ạ. Ai muốn mua hàng để số luôn ạ. Em không có gì đâu ngại ạ. Linh đi sang chảnh là đâu có. Cô chú hôm nay còn đặt sang sang lên chứ con lúa gần chết. 350 một hộp tăng cân một đà, hai hộp một liệu trình là 600.000. Sản phẩm này không phải là thuốc cho nên là cô chú anh chị mình sẽ không lo về tình trạng mập nước hay tích nước đâu nha. Cam kết với cô chú luôn là sản phẩm thảo mộc nhà con là an toàn, không phù nước, không phù mặt hay là như thế nào cả cho nên cô chú mình cứ an tâm. Sản phẩm này là trẻ em sử dụng được nè, người cao tuổi sử dụng được và phụ nữ mới sinh bé xong từ 2 tháng trở lên đang cho bé ti vẫn sử dụng được sản phẩm nhà con luôn cô chú. À, sản phẩm này là thảo mộc, thành phần chính gồm như là bột ngũ cốc nè, cao phục linh, bột mầm lúa mạch, cao đinh lăng, cao mạ đề và bột tạo xoắn. 100% là thảo mộc giúp kích thích hệ tiêu hóa của mình ha, giúp cho mình ăn ngon, ngủ ngon, có một sức khỏe tốt và tăng được sức đề kháng luôn các anh chị. Tuyệt vời, 350 một hộp thôi, trẻ em người lớn gì cũng đồng giá như nhau, 350.000 hai hộp một liệu trình 600.000. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây để số mua hàng ủng hộ cô chú. À, mấy chị bây giờ hát quá trời hát luôn mà chưa thấy số nhiều ha.
tội nghiệp hai chị con hát khàn tiếng rồi. Con như con xàm xíu, cô chú để số cho vui nhà vui cửa nha. Xin cảm ơn ạ. Người lớn là 600 ngàn hai hộp. Em tốn hài chị cười chị Vy. Hai hộp là 600 ngàn, một hộp là 350, hoàn toàn miễn phí ship. Cô chú để số giùm em. Bây giờ kính nào nữa. Em nói gì em nói nhưng mà bắt bẻ hoài chị ba. À, em Linh tư vấn hả? Trời ơi, nghề em tư vấn 3 năm trời, có nhiều đó nói hoài, cũng có nhiều sản phẩm đó cô chú. Tại vì sản phẩm nhà con là chất lượng mà tụi con bán quanh năm suốt tháng luôn á cô chú ơi. À, nó thuộc lòng rồi. Xin chào má Helen, xin chào ba Sunny. Thưa hoài cháy. Chị sợ. Không có. Cái mặt chị mà đưa cho cái kính này sao. Thử không? Thôi khỏi. Chị Huyền, Huyền Bơ. Dạ, nước hoa nam là 1.280.000, nước hoa nữ là 1.350.000 cô chú ơi. À, để số điện thoại là dùm cho em nha. Linh có giọng hay à? Dạ, giọng hay mua hàng ủng hộ ạ. Chị ạ. Gì hả? À, đò sang ngang chị Vi hát hả? Không ai yêu cầu em hát chân gì? Bây giờ em đứng ở ngoài em thèm gần chết luôn, không ai yêu cầu em hết trơn. Còn để vô Tố Hoài. Tố Hoài nó vô đó bán hàng biết nữa. Dạ, tinh chất hoa hồng bên em là một giá gốc là 1.350.000 của chú nha. Đang giảm giá còn 950 thôi. Nhanh tay nhanh chân để lại số điện thoại cho em. Tại vì khi mà có số thì tụi em mới tư vấn cho cả nhà được. Má ơi, con không phải chị đợi má ơi. Nói ngồi chặn đường quýnh con xỉu luôn. Cái kính này là của chị Sa Băng tài trợ đó. Chứ cũng không có đâu. Chị nói tài trợ em khác chị ba. Bà tài trợ em 4 cái. Đeo thử đi. Đeo thử không chịu the đeo. Không, để thử trước kia nữa đâu lên đây xấu rồi sao. Em xấu ai chịu. Em còn rất là tỉnh. Dạ vâng, vẫn không thấy số ạ. Quá trời nói luôn, quá trời tư vấn vẫn không thấy số nha cô chú ơi. Quá trời nói luôn rồi, tội nghiệp nhỏ nó giờ tư vấn nhiệt tình như là dân chuyên nghiệp vẫn không thấy một số nào. 350 một hộp tăng cân. Trẻ em thì chưa cô đúng. Chú mình từ 7 tuổi cho nên là sử dụng được rồi. Ngày em ra đi hả, bài ruột của em luôn. Nãy giờ mới thấy yêu cầu Linh hả? À, bài này là này, view của em cao kinh khủng ấy. Dạ được có 10 triệu thôi à. Không phải em. Được có 10 triệu thôi. Cũng nhờ sự yêu thương của cô chú anh chị mà Bé Linh mới có như ngày hôm nay ha. Bé Linh dịu, Lan Vi dịu dàng hả? Sao dịu dàng bằng em à? Ba Sony gọi số kìa. À? Ba Sony để số cũng đâu có gửi hàng cho ba được. Hiện tại thì bên em không gửi hàng sang nước ngoài được cô chú ha. Chỉ ship hàng trong nước thôi à. Ai cần tư vấn về sản phẩm bên em thì nhanh tay để lại số điện thoại trực tiếp cho tụi em nha. Cái này hát ở trên beat mình được không chị? Phải là bỏ. Vậy hả? Hay là phải hát đàn? Thảo mộc tăng cân đây không phải là thuốc cô chú ạ, đây là thảo mộc thôi chứ nó không phải là thuốc đâu. Tại vì thuốc tăng cân thì trên thị trường hiện nay thì cũng rất là nhiều, nhưng mà nói thật sự luôn là kể cho các anh chị nghe là gần nhà em có một chị á, chỉ mua thuốc tăng cân cho con chị uống á, mà con chị còn rất là nhỏ luôn, hình như mới có 2-3 tuổi gì à. Uống đâu tầm 2 tháng mà cái mặt của bé nó phù lên như thế này nè cô chú, mà cơ thể là không tăng ký nào mà cái mặt rất phù luôn. Thật sự mà không hiểu sao mà bé còn rất là nhỏ mà dám mua thuốc tăng cân cho bé uống. Sản phẩm không rõ nguồn gốc nè, không chất lượng nè. Cho bé sử dụng tầm 2-3 tháng trời luôn rồi mới phát hiện ra. Cơ thể bé thì không tăng mà mặt thì càng ngày càng phù nước ra đó. Cái này là sự thật luôn. Cho nên là anh chị mình phải mua những cái dòng sản phẩm trên mạng thì cả nhà mình hãy tìm hiểu kỹ ha. Thảo mộc nhà em thì từ 7 tuổi cho lên mới sử dụng được. Đáng lý là thảo mộc nhà em là 5 tuổi là đã uống rồi. Nhưng mà sếp nhà em quy lên tới 7 tuổi luôn. Các anh chị mua tăng cân về biết là đọc trên hộp thì nhà sản xuất người ta ghi là 5 tuổi uống được, nhưng mà bên em quy lên đến 7 tuổi luôn cô chú. 7 tuổi cho an toàn, tại vì nếu mà bé còn nhỏ quá thì sợ bé sẽ hay bị đi tiểu đêm á. À, cảm ơn anh Mạnh Hùng, nãy giờ mới có số, cảm ơn anh trai nha. Cảm ơn chị Bích Ngọc nè. Im lặng quá chị mọi người. Cái này không hát trên beat được hả ta? Thử không? Linh vừa nay uống mấy? Dạ em chưa có uống lon nào, cô chú ấy muốn nước ngọt ạ. À. Ủa này biết à, biết anh bỏ, biết anh bỏ. Hả? Gì chị anh mình? Kia anh bỏ đi. Cái bỏ đi. cứ nhìn hai bé là biết sản phẩm chất lượng. Cảm ơn ba Sony. Ba Sony và má Helen là người sống tại Mỹ nha cô chú, nhưng mà mua hàng Việt Nam mình xài thôi.
sống tại Mỹ là các anh chị biết là nước Mỹ là lớn hơn Việt Nam mà rất là nhiều, cái gì nó cũng ok hơn, nhưng mà tại sao là vẫn về Việt Nam mua hàng của Việt Nam mà mua hàng của Duy Trinh, ship một lần cái thùng đem về bển đi dành xài. Bây giờ là ba má nhắn tin nói hoài luôn, muốn mua collagen, muốn mua hàng xài quá mà bên Duy Trinh lại không ship. Không ship được á cô chú. Thấy không, thấy sản phẩm Việt Nam của mình ok chất lượng như thế nào rồi đó. Khúc tình nồng hả? Tình nồng được nha. Không biết có biết không nữa. Hãy lắng nghe khúc nhau. Mình thường đang lắng nghe. Được, chị nghĩ em biết. Dạ. À. Nhưng mà em hát đàn thì em không có quen cho nên không dám hát. Cảm ơn chị Bích Hạnh nè, em cảm ơn chị nè. Cảm ơn vợ anh cái đang cần. Ok anh để số đi, bên em sẽ có chuyên viên gọi cho anh ha, sẽ có số tứ quý 8 gọi cho anh hoặc là tứ quý 1 gọi cho anh đêm lâu sau kìa. Tình yêu như cánh chim trời vun bay theo sông mãi trôi. Thử không chị Vy? Dạ. Dạ, chị bấm thử giùm em coi, đêm lâu sau. Cô chú anh chị nào cần tư vấn để số giùm tụi con nha. Bậu ơi, chị Lan Vy hát rồi mà. Xuống em. Em hát rồi ạ. À. Để bao thương nhớ thương. Tông gì quên rồi. Cái này em lại không có nhớ tông của nó nè. Đi xuống này. Đi xuống. Ủa, cái này nè. Hay đâu này hả? Ủa, này, cái đó hơi có cái giọng lên tông nữa. Không? Cái này nè. Này hả? Ừ. Tông gì? Chị không nhớ nha. Giọt thêm. Chị tự nhiên hát chị quên nữa ta. Nhiều bài có sao nhớ nổi. Cái YouTube này của anh Võ cho nên không có lưu những cái bài của em hết. Thử không nghe, không nghe, không nghe, không nghe, không nghe. Không nghe nhạc được, chắc là phải kết nối đàn rồi. Không, kết nối ở trong cái chỗ ấy, kéo, kéo á, chị thấy rồi. Kéo, kéo. Hồ, kéo, kéo, kéo ngồi hư luôn, chết thiệt. Đợi xíu anh Võ vô đi. Em chào chị Kim Chi nha, em chào chị Kim Chi. Son thì hiện tại nhà em thì vẫn chưa có hàng, nhưng mà nếu như mà anh chị nào có nhu cầu thì cứ để số cho em nha. Tại vì có rất là nhiều anh chị nói chị Băng ơi để số không thấy gọi. Cho nên là mình nói trước như vậy, nếu mà anh chị có nhu cầu thì anh chị để số. Còn không thì khi nào bên em về hàng bên em sẽ thông báo liền. Yêu em dài lâu. Anh như cái gió thu bay bay nhẹ nhẹ. Tiếng nhỏ quá hả cô chú? Thử hát lần một lần đàn thế nào. Dạ, thử ấy. Thử ha. Ok. Chú Việt dứt dứt con chú Việt. Còn không đêm biết. Đêm lao sao nhỉ? Anh nhỉ? Remake. Remake. Nhớ cái bài này là anh nhử mình đúng không? Nhử mình được nhử mình mấy lần đó. Bài đây bị luôn mà không nhớ luôn nè. Không nhớ luôn. Hát thường hay remix à chị? Sao cũng được. Hãy luôn remix đi. Dạ. Để cả nhớ tông gì không đây cả? Để cả nhớ tông gì không? Pha. Đêm lâu sao hả? Son cũng được, son thứ đi. Gm hả? Ừ. Hay là này? Đúng, son được. Không gọi là gm son. Đó. Son. Son làm múa đó. Bảo ơi đừng khóc, em hát rồi, tình anh cũng hát rồi và con thuyền, em là con thuyền. Ở đâu rồi chị Vy? À, chị Băng. Hả? Bấm tông đâu, nó nhìn lạ hơn của bên em vậy? Đúng rồi đó. À đây hả? Nó nằm lộn xà lộn xộn nè. Đẳng cấp đấy, chuyển được đấy. Ủa đâu rồi? Đây. Tôi bên good go à. Đó. Chia công việc vậy đó. Ờ, rồi miếng chia nhau, sẻ sẻ nhau. Dạ. Đêm lâu sau tặng ba Sony nha. Đêm lâu sau, dạ rồi, đêm lâu sau ạ. Son ạ, GM ạ. Son thứ. Nói son không biết son là gì. Cho em son gió. Giờ chỉ còn màu chút xíu của chú nha. Yeah, nữ rapper. Tiêu mễ lên. Đêm lâu sau ạ. Chị Vy hát trước nha chị Vy. Ok. Em say rồi nè. Cho em màu màu xíu.
sâu xa, đêm đông nhớ anh, đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ anh. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu? Anh thương nhớ ai? Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết. Tình yêu như cánh chim trôi, vụt bay theo gió mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thấu hay chẳng, để lối tôi đang ngóng trông. Thì mây mưa cứ trôi hoài cất cao chờ mơ. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay thân xuân mãi trôi. Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thấu ánh trăng, lẻ loi tôi đơn ngóng trông. Thì mây mưa cứ trôi hoài cất cao chờ mong. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chân. Nghe nắng khô các ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về bờ môi mang bao thiết tha. Bài ca in mãi trong lòng sẽ không. Cảm ơn. Chú Việt quánh cho con bài Ngày Em Ra Đi đi chú Việt. Con đang máu rồi, con đang máu rồi. Ngày Em Ra Đi giùm em đi chị Năng Vi ạ. Tông DM ạ. DM nó là cái gì? Rê Thứ ạ. Chị nhấp con chuột vô ạ. Chị, em đang tắm mà. Chị từng là một lần làm hai lần. Dạ, vừa. Đây, đây, bấm chưa? Chưa? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Ủa, nó có hai lời luôn hả? Chị hát với em nha. Chị biết lắm nha. Rít Thứ á. Vậy hả? Dạ. Hôm nay nhìn mình cười. Hôm nay nhìn mình lúa dữ vậy trời. Thiệt sự. Hát biết nhạc sẵn trên YouTube quen rồi, cho nên hát đàn á nhiều khi là bé Linh hơi bị ở chất chớt thì cô chú thông cảm bỏ qua. Ai cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì nhanh tay để lại số điện thoại trực tiếp để bên em tư vấn cho mình nha. Ngày em ra đi thấp dạ. Chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá. Giấc mơ đời ta
sẽ tan thương nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu. Lệ em tuôn mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Xa khuất bóng em ngỡ rằng mình còn nằm chìm bao. Đường em đang đi em có nghe con tim vừa ý. Chân con đường vui đang nở hoa nên quên hẹn thề. Cô đơn anh về đường xưa mưa rơi âm thầm. Từng đêm nuối tiếc anh đã nghe hồn mình lặng. Không ai khen em hết trơn nha mọi người. Lên đâu? Khen chị Vi hoài, khen em miếng đi ạ. Không xí bạn này. Em có tinh thần đi ạ. Chiều view thôi à. Nếu mà cô chú mình thích thì có thể lên kênh YouTube Linh Em Official ạ. Cảm ơn cô chú. Tàu anh quanh núi kìa. Giúp luôn. Vô. Bài này hình xui ạ. La hoặc là si dán hết. La. La này ra. Ok. Vô. Tàu anh quanh núi. Tàu anh quanh núi chị Vi à. Cảm ơn cô chú anh chị. Và những anh chị cô chú nào cần tư vấn về sản phẩm nhà em thì chỉ cần để lại số điện thoại trực tiếp cho tụi em thì tụi em sẽ có chuyên viên gọi cho cả nhà. Tăng cân mọc đà là thảo mộc, không phải là thuốc. Xin nhắc lại là không mập nước cũng chẳng tích nước ha. Chỉ cần để lại số điện thoại cho em là sẽ có chuyên viên gọi nha cô chú ơi. Thôi mọi người khen em chút xíu đi cho có tinh thần đi mà chị. Không có đâu. Chị thấy chửi chị có. Khen chị Vi hoài em nghe mà. Lên nó vô là em bị chửi em mới sao. Số phận. Em đọc một lần, em đọc một lần toàn Lan Vi không thì là em cảm ơn Trung Hiền ạ. Dạ xin cảm ơn Nguyễn Gia Hào. Không sao không sao. Để lại số điện thoại cho em cả nhà ơi. Nước hoa và cảm ơn Ba Minh Hùng, Ba Minh Hưng. Xin cảm ơn anh, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Lên nó hát dây lầm nó quen à. Cái gì quen? Hát đàn á anh. Kêu hát đàn mà quen rồi ghi phê đàn luôn không biết nữa. Thiệt sự. Mình vẫn mê anh nhạc công lắm kìa. Anh Trinh đâu rồi, Lan Vi? Anh Trinh. Anh giờ nói sao kìa? Anh Trinh bây giờ đứng sau.
Anh Trinh nhuyễn sân lái cho túi em. Thảo Đào. Đèo Hải Vân máy bay định núi, nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày hôm nay thanh thang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, tha thiết bao niềm vui theo bên con tàu đi là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới lại yêu nhau, mây xuôi em cũng lội. Lại yêu nhau, mây nuôi em cũng treo. Con tàu Việt Nam đi xuống bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân máy bay đi núi, nhớ thương nhau em chờ anh tới là tàu anh đi. Trời hôm nay thanh thang con đường hạ, biển quê hương dù em bờ cát, đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay vào Nam là thương nhau. Em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau, mây xuôi đang cùng lội là yêu nhau. Cảm ơn cô chú. Bây giờ chị băng vô đi. Chị băng. Cũng sắp tới rồi. Thôi mình tư vấn chút xíu nữa được rồi. Ok, chị băng vô. Dạ, xin chào cả nhà. Bye bye. Bye bye.
Việt Quý Vi. Băng ơi, băng ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, chỉ cần để lại số điện thoại trực tiếp là tụi em sẽ có chuyên viên gọi ạ. Bye bye chị. Là yêu nhau mấy nuôi em cùng. Bài này là bữa sau là lên si dáng. Chị đừng có quên cái con cu Quỳnh Đế của chị nghe chị Vivi. Cu Hoàng Đế. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô chú. À, bây giờ là đến chuyên mục tư vấn sản phẩm và những lời tâm sự mỏng dánh mỏng dần của hai chị em Sa Băng và Linh Em. Cảm ơn cô chú. À, lục đời hả? Dạ. Bây giờ là kéo bít qua được không? Kéo bít đó. Dạ, ok anh, ok chị Nguyệt Lam, chút nữa em sẽ hát bài Lục Đời nha. Chị còn chị còn Băng Linh với nồng nàn giống như của Zé hay hay nói á. Không cần chuyển đâu, mình tư vấn xíu là được, ok rồi. Dạ. Dạ. Cứ chuyển sẵn đi. Yến đâu vào nốt đây đi. Yến ơi. Yến Yumi giờ này đang ngáy ạ. Khò khò rồi hả? Dạ vâng, Thảo Mộc Tăng Cưng là 350 một hộp nha cô chú. Cô chú mình thích Lan Vy. Dạ chị Lan Vy mới hát xong rồi. Chị Lan Vy hát nãy giờ cũng rất là nhiều rồi cả nhà. Cho Vy là nghỉ một xíu đi. Dạ. Ngày hôm sau live sau chị gặp lại Lan Vy nha. Là, buổi live sau thì cô chú mình sẽ gặp lại chị Lan Vy ha. Chứ nếu mà hát liên tục quá thì cũng khá là mệt. Cho nên là thay Bé Linh vô nói chuyện với cô chú chút xíu là tụi em sẽ... Sa Băng sau này hôm nay hát ít thế. Dạ tại vì nhiệm vụ của em trong mỗi buổi live là em sẽ là giống như là MC vậy đó. À, dẫn chương trình nè, xong rồi tư vấn nè, rồi hát thêm chút đỉnh thôi chứ không hát nhiều. À, hát chính là Lan Vy hát, hoặc là nếu sau này có mời thêm khách mời nữa thì để cho khách mời hát. Yeah, cho nên là em sẽ hát ít thôi. À, Thảo Mộc Tăng Cân bao nhiêu tiền dạ? Thảo Mộc Tăng Cân bên em là có giá là 350.000 đối với liệu trình trẻ em 7 tuổi tới 13 tuổi, còn liệu trình người lớn dưới 70 tuổi thì liệu trình là 2 hộp với giá là 600.000. Phụ nữ sau khi sinh 2 tháng cũng sẽ sử dụng được thảo mộc nha, tại vì hoàn toàn chiết xuất từ tự nhiên. Cho nên các anh chị đã hoàn toàn yên tâm về chất lượng, không có chất hóa học trong đây, cho nên là sẽ không dư hại nè, cũng không tích nước, không hại thận. Giúp chúng ta ăn ngon, ngủ ngon, hình thành chúng ta một thói quen ăn uống điều hòa tốt hơn. Cho nên khi mà chúng ta ngưng thuốc thì ngưng cái thực phẩm này thì chúng ta sẽ không có bị tụt cân, xuống cân. Nên các anh chị mình hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm này giúp em với nha. Các anh chị nào đang có nhu cầu muốn tăng cân hoặc người thân muốn tăng cân thì các anh chị vui lòng để lại số điện thoại. Dạ vâng, xin cảm ơn sự yêu thương của cô chú anh chị mình rất là nhiều. À, cảm ơn anh chị đã đến với buổi live của tất cả anh chị em của gia đình Duy Trinh ngày hôm nay. À, các anh chị mình chị cái yêu cầu nhiều quá, hát bài đó đi. Ni sung vậy? Tại vì chị đã yêu cầu nãy giờ nhiều lắm rồi. Dạ ok, em sẽ hát bài Lục Đời nha chị Nguyệt Lam ơi. Dành tặng cho chị nha. Đáng lẽ là hết live là mình xuống được rồi, nhưng mà tại vì thấy tình cảm của mọi người á thì lên đây hát mà được các anh chị yêu thương là quý hóa lắm luôn. Cho nên là nếu mà còn hát được để tặng cho các anh chị thì em sẽ cố gắng hát hết sức nhất có thể để dành tặng cho các anh chị mình nha. Dạ, sau đây sẽ là một bài hát Luật Đời. Mạnh đứng nữa rồi. Cảm ơn Nhàn Mạnh ạ. Thôi vui sập nhau cũng vì lợi danh, nghèo người đời khinh chê, tiền sẽ mua đôi trắng thay đen, không biết đúng hay sai, bất chấp hơn thua mặc ai. Người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bần hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết vì tiền, thế gian luôn đổi thay, vẫn chớ chỉ là quá nơi đô la nhà lâu sẽ xa, nhắm mắt dưới tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cạn bụi hư vô như
ngọn đèn chiếc xa anh ơi. Nhân sinh tiền bạc làm vũ dương, vẫn chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đầy, buông tay về trời đời bóng ca nhạc sĩ Hoàng Minh, Lục Đời. Cảm ơn chị Nhung Trần. Không nên tổn thương nhau nhé anh chị mình nhé. Người đời vì lòng tham bán đi tình thân họ hàng, bần hàn khi giàu sang, quên hết lúc ân tình nặng mang. Tiền là con người tạo ra, mà cớ sao người chết vì tiền. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay. Đô la nhà lâu sẽ sáng, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn chiếc gió anh ơi. Nhân sinh tiền bạc là vũ dương, vẫn chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đầy, buông tay về trời đời bóng hóa. Sâu dưới nấm mồ, kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió anh ơi. Nhân sinh tiền bạc là vũ dương, vật chất tiêu tan giàu sang không lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đầy, buông tay về trời đời bóng sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa. Mình rất là nhiều và chương trình live trong buổi live ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Ngày hôm sau Sa Băng và Linh Em cũng như là Yến Du My, Lan Vi sẽ quay trở lại hát nhiều ca khúc của các anh chị yêu cầu hơn nữa. Cho nên là lần sau live nữa các anh chị nhớ comment những bài hát mà các anh chị yêu thích nhất nha. Và sau khi kết thúc live rồi thì các anh chị vẫn có thể để lại số điện thoại để mua sản phẩm bên em nha. Có thảo mộc tăng cân nè, sữa rửa mặt nè, kem dưỡng trắng da body, kem dưỡng da cao cấp, kem trị nám, nước hoa, collagen, đặc biệt là collagen sủi và collagen viên nang nha các anh chị mình nha. Nếu đang có nhu cầu muốn cải thiện sức khỏe, muốn cải thiện mùi hương cơ thể thì các anh chị hãy để lại số điện thoại để Duy Trinh làm đẹp cho các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.